rớt. Rồi, phải phân tu anh em ơi. Vô đó được không? Rồi, rớt một con câu anh em ơi. Để mình làm bên quay cho anh em xem. Thẳng vô luôn. Xem coi lụm được không anh em. Thẳng vô luôn được không? Thẳng vô bụi cỏ đó đó, nghe trọng điện rớt thẳng xuống luôn á. Gì? Đó, nghe cộng điện đó, nhìn thấy cộng điện không? Con đầu tiên anh em ơi. Đấy, chút coi lụm được mình quay cho anh em xem. Rồi, bạn mình mới vô lụm được con cu anh em ơi. Dướng lưới B40 luôn nè. Rồi. Đây anh em ơi. Đừng con nha anh em. Con cu mini anh em, con đầu tiên. Rồi, tiếp tục nha anh em. Bi coi đó bụi. Rồi rớt bảnh phải không? Cỏ luôn rồi. Rồi, ông bi qua bảnh anh em ơi. Kiếm đường qua bảnh mình lụm đó anh em ơi. Có đường qua không? Có cái cầu thẳng. Đi bay qua đây nè anh em. Rồi mình qua đây mình gặp con này mình xử luôn anh em ơi. Trời ơi. Rớt. Rồi ôm bi luôn rồi. Trời, ôm bi bay qua đó luôn rồi kìa. Rớt nhà. Rồi rớt ngay chỗ đó nữa rồi kìa. Rớt ngay chỗ đó luôn. Rồi kiếm con này ở đây. Con này nãy lưỡi đâu? Ở đây nè. Đây phải không? Chạy đây nè. Chạy đúng này nè. Kiếm cây gặp không? Ở đây nè, Khánh ơi. Cái lưỡi dưới đây nè. Tiêu luôn trời. Nè. Chết rồi. Đây luôn anh em ơi. Chết đó, vậy con đó chết luôn á. Để mình qua bển lụm con bển anh em. Mới kiếm gặp anh em ơi. Rồi, tiếp tục nghe anh em. Rồi anh cu ôm bi mới lại đây bạn mình lụm được anh em ơi. Con lọc lụm nha anh em. Nó nặng không? Rồi đừng con nữa anh em ơi. Rồi tiếp tục luôn anh em ơi. Rồi lủng lỗ cho bá vậy. Rồi, được một con nữa anh em ơi. Cua mini nha anh em. Siro không. Rồi, tiếp tục anh em ơi.
Gần con anh em ơi. Gần con anh em. Kiếm đường lụm. Mượn cây câu của con nhóc á. Cây câu dài không cho chú mượn ơi. Mình lấy cục đất mình chọi cho nó qua bển á, mình vớt nó dễ. Rồi chọi được. Cái chỉ à. Lội luôn hả? Thôi lội ướt bệnh rồi. Thôi để từ từ đi, khoan nó lội. Chôi làm chọi cho nó chôi. Chọi cho nó dạt qua bển luôn. Rồi để mình chọi cho nó dạt qua bển rồi mình lụm anh em ơi. Cho nó dạt qua bển này lụm. Kiếm đường vớt anh em ơi. Thượng con bắn vớt xong đợi nãy giờ. Kiếm cây á. Kiếm cây khều. Xuống đó được không? Đó cây bự đó rồi. Kè đó kè. Nó thấy đó mà khều khều vậy. Đi xuống chút nữa coi. Cu. Vô không? Đâu vậy? Mày bước xuống chút nữa tới rồi. Từ từ. Trôi ra thêm nữa. Bước ra chút nữa rồi. Bước ra chút nữa coi, khều tới đâu, khều hoài nó dạt ra không à. Bước ra hết được rồi. Ừ, ngắn ngắn chút như đó. Vớt lên mình quay cho anh em xem anh em ơi. Nửa tiếng hồ. Con nữa anh em ơi. Tiếp tục luôn anh em ơi. Rồi ok anh em. Bữa nay mình tiếp tục ra clip cho anh em xem anh em ơi. Bữa nay mình đi vòng vòng buổi chiều anh em. Mà trời chuyển mưa quá trời. Bây giờ mình phải về anh em ơi. Bữa nay thành quả của mình anh em. Bắn được 5 con mini với con chim sáo trắng anh em. Mà mình không có quay con sáo trắng anh em ơi. Rồi anh em xem clip thấy hay nhớ cho mình một like và một đăng ký kênh nha anh em.
Rồi hẹn anh em vào video sau nha. Tạm biệt anh em. Bây giờ cả.